Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án giấy trắng quay phần dự án Leprechaun. Đây là cái giấy trắng của dự án này, các bạn có thể theo dõi thêm là tại trên cái trang web chính thức của dự án Leprechaun. Vấn đề là dự án không hợp lý và hiện tại thì nó vấn đề về cái vấn đề âm nhạc với cái phép chi tiêu không hợp lý. Sau đó chúng tôi xác định các vấn đề để giải quyết bằng cách sử dụng phân phối bản quyền blockchain dựa trên rủi ro phát sinh khi doanh nghiệp không cấp phép cho đúng thiếu minh bạch trong quá trình phân phối tiền bản quyền, một tài chính của hai nghệ sĩ, nhà sản xuất và doanh nghiệp, doanh thu thống nhất giữa các kỹ thuật số và truyền thông, quá trình lỗi thời vào hết giữa các tay bắt đầu hết cho thời gian. Thế thì làm thế nào để nó hoạt động? Thì nó hoạt động được các pro được trao quyền hợp pháp đại diện cho các tập đoàn nghệ sĩ và họ đại diện thu tiền bản quyền từ việc sử dụng họ cho các bài hát bản quyền của họ. Và các cách phổ biến nhất để thu nhận thông tin về các bài hát được chơi và hỏi địa điểm cộng đồng để điền vào cứ tới những bài hát mà họ chơi. Và họ sẽ làm một cuộc khảo sát về địa điểm công cộng để xác minh những cái nghệ sĩ luôn được làm đầy trên các tấm phân phối tiền bản quyền. Còn lại sẽ được khảo sát theo cái tiến độ của tiến hành ở Thụy Sĩ và Ý. Và ngày nay các sự liên quan đến các nghệ sĩ, nhà xuất bản, sản xuất và đầu tư vào nội dung âm nhạc đều nhận được thức được những cái công khai về cái nguồn truy xuất nguồn gốc và quá trình của họ để có thể ra cái kết quả của cái bộ sưu tập bản quyền xã hội. Và nó sẽ có cái tính phí, thì hiện tại những cái vị trí của thị trường các bên về cái thù lao hỗ trợ hay các nhãn đối với các ngành công nghiệp âm nhạc. Và giải pháp là động cơ dựa trên blockchain sẽ cung cấp những lợi ích cho tất cả các bên liên quan tham gia vào chuỗi giá trị âm nhạc này, không thay đổi một cái giá trị được tạo ra, một khi được tạo ra và được đại diện blockchain bản quyền có thể không bị xóa, nhưng sở hữu có thể được truyền, tính minh bạch, chủ sở hữu và chi phí trong suốt, tự động hóa bản quyền có thể kiểm tra bằng tay hoặc lồng ghép vào cái quá trình tự động hóa và nó cung cấp một cái khoản thanh toán thời gian thực trên cái tiền bản quyền. Và cái dịch vụ music nhận trực tuyến với các label coin sẽ nhận ra và thu nhập phát sinh trên cái bán thực tế của các dịch vụ được mô tả. Với những cái con số và sáng chế thiết bị công nghiệp, với các cấu trúc nền tảng trên giao diện động cơ back-end thì bản quyền giao diện chủ sở hữu và giao diện người dùng được các cấp giấy phép và có các động cơ thanh toán. Về cái chương trình cơ cấu token thì tổng cung ở đây là 30 triệu thẻ token viết tắt là LVSC, sử dụng ERC20 Ethereum. Và nó sẽ tạo ra cái ví Leprechaun sẽ được chuyển phép chuyển nhượng token thông qua cái ví, thì mỗi người sẽ sử dụng cái nền tảng có thể lựa chọn giữa các tài sản blockchain khác nhau trên một cái nguồn thanh toán wallet Leprechaun. Và wallet Leprechaun đóng một vai trò trung tâm trong hệ sinh thái Leprechaun. Nó đóng vai trò như một cái an toàn ví cho người dùng và cho phép đặt cọc các cryptocurrency hối đoái cũng như một cái giải pháp để thanh toán bản quyền âm nhạc và tuân thủ các quy định KYC AML chống rủi ro và rửa tiền. Ngoài ra thì tại đang có chương trình pre-sale từ mùng 7 đến 9 đến mùng 7 tháng 10 và sẽ được phân phối cái Ethereum này với giá một token tương ứng 0.00015 Bitcoin. Và cái sóc cạp ở đây của nó là 5.500.000 token với cái bonus lên tới 30% trong pre-sale này và mở bán chính là 20 triệu token với giá 1.000 token tương với 0.10605 Bitcoin. Với đội ngũ của cái đối tác của cái dự án này gồm có Anzen PDA, Stone Media, Valustus SA và các thành viên Crypto Valley. Thì những thông tin về đội ngũ của dự án này hay roadmap lộ trình của dự án này các bạn có thể tham khảo trên cái trang web chính thức của dự án Leprechaun.io. Thì trên đây là cái video của mình review đánh giá về cái dự án giấy trắng quay vờ của dự án Leprechaun tại rất là tiềm năng và hỏi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.